Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngày 10 tháng 7 tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn đã chào xã giao đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội đàm với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại các cuộc hội đàm hội kiến, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực mới trong quan hệ hai Đảng hai nước Việt Nam Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam là nhằm thực hiện nhận thức chung cấp cao và tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc năm 2022, là sự tiếp nối các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng, hai nước. Về phần mình, đồng chí Thái Kỳ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và những bước phát triển lớn về mặt lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh quan hệ giữa hai đảng là nền tảng quan trọng, định hướng tổng thể, chiến lược cho quan hệ song phương. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm Việt Nam trong năm nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, đoàn đại biểu Đảng ta đã có cuộc tọa đàm với các chuyên gia, học giả, nhà lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ngày 11 tháng 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác của Quốc hội đã tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng, ghi nhận và biểu dương cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã cố gắng nỗ lực để khắc phục khó khăn thách thức và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương tập trung cụ thể hóa, triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, đặc biệt là các nội dung đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận trong các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết hồ sơ để doanh nghiệp có điều kiện sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo, điều hành và có giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công gắn liền với kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.